Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp thêm với không khí lạnh ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có mưa dông mạnh. Trong mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Không chỉ gây thời tiết xấu trên biển, trong ngày hôm nay, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa rào và dông diện rộng cho các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên cũng như là cả khu vực Nam Bộ. Trong đó, tâm mưa sẽ là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và Nam Bộ, với tổng lượng mưa trong ngày hôm nay ở khu vực từ Quảng Ngãi trở vào cho đến Bình Thuận phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn. Ở Nam Bộ cũng có mưa duy trì trong khoảng từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay trên các khu vực đều không cao. Khu vực Trung Bộ, phần từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận và Tây Nguyên, nhiệt độ đều chỉ dao động trong khoảng từ 23-26 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 26-29 độ. Phần còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra cho đến Thanh Hóa ít mưa hơn, chủ yếu xảy ra ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, khu vực này nhiệt độ vẫn thấp và phổ biến thấp dưới 21 độ. Còn ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng chỉ ở mức là từ 21-22 độ. Trạng thái rét bao trùm toàn khu vực. Còn ở miền Bắc, hôm nay được dự báo sẽ có thêm một sóng lạnh nữa tăng cường thêm xuống nước ta. Tuy nhiên, cường độ không mạnh, nó chủ yếu tác động đến các tỉnh, thành phố phía đông, làm cho khu vực phía đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn, tối và đêm còn có mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ duy trì trong khoảng là từ 17-20 độ. Còn phía tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường lần này, trời vẫn có nắng và vẫn trong đà tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 19-22 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.